Em xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương phiên ngày 8 tháng 2 năm 2022. Hôm nay thì bên cơ sở nhà em xin phép giới thiệu các bác những dòng hoa mai đỏ, những dòng hoa lan hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Và hai số điện thoại để liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Hôm nay thì em cập bến cái lô mai đỏ mới để các bác về sưu tầm làm giống. Cái hàng năm ngoái em cái hàng Tết em bán hết rồi nhé. Lô này là lô em nhập mới đầu xuân. Và hôm nay thì đầu xuân năm mới thì em vẫn sẽ có những cái size cây đẹp để cho mọi người. Dòng hoa mai đỏ vừa rồi Tết nhất các bác mà chưa được chơi thì hôm nay có thể thưởng thức tham khảo một cái lô hàng rất là đẹp. Đem hoa của nó màu đỏ tươi, rất là đẹp, cánh kép rất là nhiều bông và có cả ong nữa, ong nó vờn. Đấy, hoa rất là đẹp luôn. Và mai đỏ hôm nay em sẽ có hai mức size, những cái dòng size chọn. Cây nhiều tán này và nhiều nhiều nhánh, nhiều tán thì em vẫn bán là 200.000 đồng một cây. Tuy nhiên thì em sẽ chương trình miễn ship đầu xuân, em sẽ miễn ship cho các bác từ hai cây nhá. Đây là những cái cây mà nhiều thân, nhiều tán như này thì em bán là 200, mua hai cây là 400.000 em miễn ship. Đấy, hàng này là hàng dâm bầu đất nhá, gửi đi em sẽ bớt cái lượng đất trong đây để gửi đi cho nó nhẹ cân, chứ không tiền cước của một cái cây này rất là nặng mọi người ạ. Phí ship một cây nó rơi tầm 40 đến 50.000. Còn các bác mua hai cây em sẽ miễn phí ship vận chuyển cho các bác. Đấy, đấy là chương trình áp dụng cho các bác đầu xuân năm mới, chứ bình thường phải mua ba cây. Nhưng năm nay thì đầu xuân em bán từ hai cây hôm nay. Và loại thứ hai sẽ là cây nhỏ hơn. Đây là những cái cây mà không chọn, nhỏ hơn nhá mọi người nhá. Có những size nhỏ hơn, bé tí tí. Không phải bé, thực ra nó bé hơn một mức. Đây có những cây bé hơn. Đâu nhỉ? Hàng chọn nó sẽ có hai loại nhá, hàng chọn và hàng size bé. Hàng size bé thì cây nhỏ hơn. Đây có những cái cây nhỏ hơn này. Đấy bé bé như này thôi, nó ít tán thôi, nó thấp thấp lùn lùn như này. Thì em bán là 150 một cây, tức là cứ cây chọn đẹp, nhiều tàn thì là 200. Còn cây ít tàn và cây nhỏ hơn thì là 150, bởi vì đây là những dòng mà các bác phải làm giống thôi chứ cũng không để làm gì cả. Đấy, nhiều cây còn đang lên nụ này. Và cũng mua hai cây em miễn ship nhé. Cứ một cặp hai cây em miễn ship, còn các bác mua có hai loại. 150 và 200. Đây những cái cây nhỏ nhỏ như vậy là 150 này. Những cây nhỏ này. Đấy, đảm bảo cho bác chuẩn giống, chuẩn hoa cho mọi người luôn. Đấy, hàng mai đỏ vừa mới về. Em mới về một lô hàng mới. Và mai đỏ này thì em chỉ bán đầu xuân thôi, bởi vì tất cả các nhà vườn hầu như là toàn quốc người ta xuất hàng hết rồi, không còn hàng này đâu nhé. Tiếp theo thì em xin phép giới thiệu đến các bác đến dòng vũ nữ ạ. Vũ nữ hiện tại nhà em có 3-4 loại vũ nữ khác nhau. Và vũ nữ nhà em thì cái loại này thì em sẽ bao ship từ 4 chậu. 4 chậu vũ nữ em sẽ miễn ship nhé. Đây là tiểu thần tiên hoa thơm này. Hàng này hoa rất là thơm và dòng phân nhánh. Hiện tại đã cũng đang có nụ hoa, ít nhất là một ngồng hoa. Loại này là 210.000 đồng một bụi. Loại thứ hai đó chính là vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Bụi này thì siêu to đùng và ngồng rất là cao. Ngồng cao. Loại này thì hàng ngồng có phải cao hàng mét cơ. Loại sô-cô-la hoa thơm này em bán là 200.000 đồng một bụi nhá. Cái lá sô-cô-la, nhiều lá già nó vàng đi nó sẽ rụng. Nhưng mà đa phần lá xanh rất là xanh rì, rất là đẹp. Đây là sô-cô-la hoa thơm. Đây là sô-cô-la này, rất là đẹp. Tiếp theo là vũ nữ, ngọc nữ, hoa phân nhánh, hàng 2 ngồng, phân nhánh 150.000 đồng một chậu. Vũ nữ anh đào đang có nụ hoa như thế này. Anh đào 150.000, cũng đang có nụ hoa nhé. Vũ nữ anh đào hay là vàng anh. Mua 4 chậu vũ nữ em miễn ship. Tiếp theo là kiếm, kiếm em có 2 dòng, kiếm Phan Trí và xanh Huế. Cây hôm nay rất là to, đây là hàng gieo hạt. Này, bản lá rất là đẹp luôn. 65.000 đồng một chậu nhá. Đây, đây là Phan Trí này. Đấy, xanh Huế thì ở khay màu vàng kia. Đấy, Phan Trí và xanh Huế 65.000 đồng một chậu kiếm thôi. Kiếm giờ rất là rẻ. Tiếp theo đến dòng đai châu hồng gấm ạ. Đai châu hồng gấm em bán 220.000 đồng một giò. Đây có một cái giò hồng gấm này rất là to. Nhưng hôm trước nó bị một cái cây nó bị rơi xuống này, nó cái lá này nó hơi bị dập một bên. Chậu này em bán thanh lý cho mọi người 150 to đùng luôn. Mặt bên đây thì rất là ok, mặt bên đây bị xước mất một mặt 150. Còn cây to này là 220. Hàng trong năm em bán 290 đó ạ. Em còn một ít cái hàng già hạc Hawaii, nó cũng đang thắt ngọn này. Nhiều thân tơ đang chuẩn bị xuống lá để cho hoa ấy. 50.000 đồng một bảng. Hàng này để làm giống ạ. 50.000 một bảng giá hạt Hawaii.
Cái này đi hàng hình như là hoa trắng á. Hạc vĩ Đà Lạt này, 70.000 một bảng này. Đà Lạt, hàng hạc vĩ Đà Lạt. Em có 3 bảng, hạc vĩ Đà Lạt là 70.000. Tiếp theo đó chính là những cái giò kiếm đỏ. Kiếm đỏ này em bán 70.000 đồng một giò. Những cái giò nhỏ hơn là 50.000, 70.000 và 50.000. Tiếp theo là kiếm giống. Kiếm giống là 10.000 đồng một giò nhé. Có 10.000 thôi. Cây cũng khá là to, đang đẻ con rồi. Cái này nó nhiều mã lắm ạ. 10.000 một giò. Tiếp theo là đen đô nắng. Đen đô nắng thì nhà em sẽ giảm giá còn 60.000 đồng một chậu. Có những màu như sau. Đây là màu vàng lưỡi đỏ này. Còn hai giò này. Vàng lưỡi đỏ. Hoa mít rất là đẹp. Năm cánh trắng quốc dân này. Cũng 60.000 này. Hoa thơm. Tiếp theo là màu trắng 5N. Trắng 5N cũng 60.000. Cái này phân màu nhá. Người đẹp châu Phi cũng 60.000. 60.000 nhá. Bác nào mua 60.000 một chậu. Bác nào mua 5 em sẽ tặng cho một. Mua 5 tặng một nhá. Hôm nay ngày hôm nay. Zaza mini cũng 60.000. Ngọc trai đen 60.000 đồng một chậu. Mua 5 tặng một nhá. Đen rô hôm nay mua 5 tặng một, ngọc trai đen. Còn ít hàng trong vườn em xả nốt. Thỏ nâu cũng 60. Thỏ nâu. Ngọc trai, đây là ngọc trai đen này. Đây là thỏ nâu này, có ghi tên hết rồi. Đây là ôi trời. Cái lô này là thô lô. Lô này cây vàng đỏ ấy, nhưng mà nó bị rụng lá. Cây này bán 30.000 một cây thôi. Vàng đỏ. Hàng này rụng lá, rớt lá nhé. Tiếp theo là thỏ đỏ Kiên Giang. Thỏ đỏ. Còn hai chậu bán 50.000. 50.000 một chậu. Pensoda xưa. Pensoda xưa bán 70.000 một chậu. Hoa hồng blue bán 60.000 một chậu. Hoa hồng blue. Tiếp theo là vàng tia. Vàng tia cũng 60.000. Nhớ là mua 5 tặng 1 nhá. Tím 294 cũng 60.000 đồng một chậu. Ngoài ra thì có cả thông chai gold này. Cũng 60.000. Đây là cây đồng tiền tím này. Cũng 60.000 đồng một chậu. Đấy, những cái loại này là 60.000. Nó rơi tầm khoảng gần 20 loại. Đen tô nắng. Nhớ là mua 5 tặng 1. Mua 10 là được tặng 2. Đấy, không miễn ship nữa, nhưng mà mua sẽ được tặng. Đồng giá 60.000. Duy nhất pen soda là 70.000. Đấy, hàng này là bình thường em bán đã 70.000 và mua 10 chậu với được và miễn ship. Và không có tặng gì đâu. Nhưng đợt này em sẽ tặng. Tiếp theo đến lan cát, em sẽ miễn ship từ 3 chậu cát bất kỳ trở lên nhá. Đây là cát 3 cánh tím này. 130.000 đồng một giò. Hàng hai lá, hoa rất là đẹp. Cát trắng lưỡi tím. Hàng này hoa chùm rất là thơm. Hàng này hôm vừa rồi bói ra một bông mà siêu thơm luôn. Bụi nhiều thân, 150.000 đồng một bụi. 3 chậu miễn ship. Đây, bụi rất là đẹp. Tiếp theo là cát thiên mẫu nhỏ này. Thiên mẫu nhỏ 130.000 đồng một chậu. Cát trắng kim cương. Bụi size to 200.000 đồng một chậu. Đây là trắng kim cương size to. Mua 3 chậu miễn ship nhé. Đây là trắng kim cương. Hoa thơm. Tiếp theo nữa là cát vàng môi son. Hàng này cát vàng môi son. Hoa của nó rất là đẹp và bụi của nó to như thế này này. Nhiều thân như thế này, này. Là 150.000. Hoa của nó là hoa chùm nhé. Hoa chùm. Tiếp theo là cát cam chớp. 150.000 đồng một bụi. Dòng này cát một lá. Hoa cát cam chớp viền màu đỏ. Đây có một chậu này thì đang có nụ. Nhưng đa phần là sắp tới cũng sẽ cho hoa. Cát vàng. Màu vàng này hoa đẹp. Rất là xinh. Bụi cũng to nhiều thân. 150.000. Đây nhiều cây còn đang có mèo nụ này. Cát vàng đợt này rất là nhiều cây đang có mèo nụ. Có cây đang chuẩn bị lên mèo. 150.000 một chậu cát vàng. Cát thiên mẫu bụi to nhá. Bụi nhỏ thì 130, nhưng bụi to số lượng giả hành nó còn gấp 3, gấp 4 lần cơ. Đấy, 250.000 đồng một bụi cát thiên mẫu. Rất là nhiều thân, số lượng còn ít thôi ạ. Tiếp đến là cát hoa màu đỏ ạ. Màu đỏ rất là đẹp nhá, màu đỏ tươi. 150.000 đồng một chậu cát đỏ. Tiếp theo là cát hồng. Em còn 3 bụi, bụi này bụi size to nhá. 220.000 đồng một chậu cát hồng đại, hoa thơm. Và cuối cùng đó chính là cát thiên nga trắng ạ. Còn 4 bụi thôi, bụi rất là to. 250.000 đồng bụi cát thiên nga trắng. Dòng thiên nga trắng này là cái dòng hoa đẹp, xuất sắc, hoa thơm lực lúc luôn đấy ạ. Thiên nga, loại mới về.
Tiếp theo là những cái chậu lan thịnh vượng phát tài. Em giới thiệu các bác những chậu này nó rất là nhiều giá hành, ít nhất từ 3 giá hành trở lên. Một bụi thịnh vượng phát tài, bụi khủng này em bán 170.000 đồng một chậu. 170 nhá. Cái cây này người ta mệnh danh là cây khủng của thế giới. Và thứ hai đó chính là cây thịnh vượng này, hoa của nó màu vàng tuyền rất là đẹp. Hoa to, cây cao. Tiếp theo em có cái lô trầm đồng đỏ đang có nụ hoa. Có nụ thì nụ rất là to rồi, có nụ thì đang nhú nhá. Chậu trung bình rơi tầm 2, 4, 5 thân. 2, 4, 5, 6 thân. Có trung bình tầm 5 đến 6 thân ạ. Hàng rất là nhiều thân. Loại này thì em bán 150 một chậu thôi. Hàng này thì thị trường người ta bán theo thân đấy ạ. Ví dụ có những chậu 1, 2 thân đã 50.000 một chậu rồi. Bây giờ các bác bỏ chậu 5 thân, 50.000 là 250. Nhưng sau bên em đang bán có 150.000. Các bác mua những cái chậu này rất là dôi. Số lượng có giới hạn nhá. Đây là trồng bằng chậu nhựa, lan nhựa hết. Mầm gốc đang đẩy lên rất là nhiều. Đây những cái nụ hoa của trầm này. Đẹp chưa? Hoa đẹp lắm ạ. Trầm đồng đỏ, hoa thơm nức. Tiếp theo là những cái dòng cây phong thủy, cây để bàn, cây để văn phòng. Em có một số loại như sau. Đây là cây trầu bà. Đây trầu bà làm sao mà lên lá của nó xanh trắng chưa? Đấy, biên rất là nhiều. Đây là trầu bà đế vương nhá. Lá biên nhiều, 75.000 đồng một chậu, rất là nhiều cây. Cây này cho một chậu để bàn làm việc cũng rất là xinh. Và đây là trầu bà đế vương này, cả lá biên cả lá đỏ này, 175.000 một chậu. Cây phú quý lá đỏ 175.000, 75k thôi nhá. Cây vạn lộc, có vạn lộc lá đỏ, vạn lộc lá xanh, cũng 75.000 đồng một chậu. Đây là những cái cây phong thủy thu hút tài lộc. Em có một cái đôi đai châu này, đai châu màu hồng đẹp lắm. Hàng này là em bán 150 một cây đấy ạ. Trước đó bán 150 một cây nhưng mà hai cái cây này em để nó ăn nắng nhiều quá. Đây. Nó ăn nắng nhiều quá, nhiều cây lá nó hơi vàng một tí, hoa thì chuẩn hoa. Thì hôm nay em bán cho mọi người là 150 được hai cây. Hai cây này 150 nhá. Bác nào về làm giống các bác về tưới phân bón lá để cho nó xanh lại nhá. Hoa đẹp lắm, như hoa nhựa luôn, đẹp cực kỳ luôn, thơm lắm, thơm nức mũi. Đây là hàng của Thái Lan, những rễ nào khô về các bác cắt tỉa đi cho em ạ. Tiếp theo đây là Vanda. Vanda thì nhà em hiện tại đang có mấy loại như sau. Đây là Vanda màu xanh blue này, lá xếp rụt này, chiều cao cây tầm 2, hơn 2 gang tay, thì là 150 một cây. Còn sang bên đây là Vanda màu đỏ, đỏ thì cây khủng. Đỏ cây rất là khủng luôn. Đấy ạ. Cây này phải cao đến một tầm 4 gang rưỡi, gần 5 gang. Cái loại này là 230. Có cây Vanda màu hồng to bự này, Vanda hồng to bự cao to đúng. Đấy, Vanda đang có nụ một số cây nhá, một số cây đang có nụ hoa nhá. Vanda hồng to này em bán 250, bông hồng rất là to. Đây, cây hồng này còn đang 3 nụ này. Cây hồng đang 3 nụ này cũng 250 một cây này, to lắm. Hàng Vanda là hàng khủng, em nhập hàng khủng để dành cho những khách hàng nào thích chơi hàng khủng đấy ạ. Đó, có 3 loại Vanda. Rồi còn thiên nga giống này thì em bán 50.000 đồng một củ. Có hai màu là màu xanh và màu nâu, màu xanh và màu nâu thiên nga giống. Hồ điệp thanh lý em có cái màu này là hồng, màu hồng, hồng đào, 100.000 ba cây. Ngày trước bán 150 một cây. Hàng hoa giờ cắt ngồng thì bán 100.000 ba cây. Em còn ít em thanh lý á, hồng đào. Hoàng lạp mặt hoa thì nó cũng khá là giống với sơn thủy tiên một chút. Loại này em bán 150 một chậu nhé, 150.000 đồng một chậu hoàng lạp. Dáng hương đuôi cáo lá xếp hàng Cao Bằng này, một chậu trung bình gồm 3 cây. Chậu trung bình gồm 3 cây lá xếp em bán 220.000 đồng một chậu ạ. 220.000 đồng một chậu cáo lá xếp Cao Bằng nhé, đẹp lắm. Nói chung là lô này người ta thuần sẵn rồi, về chỉ việc treo vào chơi thôi, đẹp cực kỳ luôn. Hàng lá xếp gần như là bây giờ nó cũng rất là hiếm rồi ạ. Em còn duy nhất một bảng xà hạc Pháp đang sưng nụ hoa, rất là nhiều thân, phải mười mấy thân, 15, 16 thân, gần 20 thân, đang đẩy mầm gốc. 150 một giò này thôi, đấy còn một giò duy nhất. Tiếp theo là hàng năm cái trắng, 30.000 một kỳ HO, 60.000 một chậu 2 kỳ này. Xả hàng nhá, giá cũ rồi em bán 50.000 một kỳ, giờ bán 30.000, hồng yên thủy giá cũ 80.000, giờ bán 50.000 hồng yên thủy này. Và Phú Thọ thì là 20.000 một kỳ. Có cái Phú Thọ dài dài này, cao tầm khoảng 2 gang tay này, thì là 70.000. Đen Rô Xuân nhá, những chậu Đen Rô Xuân rất là nhiều thân này, em bán 170.000 đồng một chậu. Đây những chậu Đen Rô Xuân này, một số cây đang sưng nụ hoa, 170.000. Bác là mua 2 chậu Đen Rô Xuân, em bán 160. Kiều Vuông Lộc Bắc 250.000 đồng một giò Kiều Lộc Bắc. Kiều Lộc Bắc hàng về nhiều quá. Hàng đầu xuân về nhiều, che hết những cái giò kiểu lộc bắc này, 250 một giò. Thấy hàng nhà em về liên tục. Tiếp theo là đen rỗ mắt đen. Đây những bụi giò rất là to, siêu to đùng như này. Đây ạ.
Bụi rất là nhiều thân này. Em bán là 200.000 đồng một giò. Các bác mua 2 giò em tính là 180.000 nhá. Đen đúng mắt đen. Chậu đây là dạng chậu nhựa luôn đấy, chứ không phải dạng chậu gỗ đâu. À không phải dạng chậu nan nhựa. Chậu đen đâu. Đây chậu nan nhựa 200.000. Đây, có những bụi xưa to đùng. Nhiều thân lắm mọi người ạ. Lên cả nụ cả ki nhá, cả nụ cả ki. Cái này thì hàng nó khỏe. Mua 2 giò có 180.000 thôi, bụi siêu khủng. Đen rũ mặt đen. Dáng hương tăm ở sắc lá xếp nhá. Những cái bảng dáng hương tăm ở sắc lá xếp này. Trung bình tầm 3 4 5 cây, cây nào to thì ít cây mà cây nào nhỏ thì được nhiều cây. 200.000 đồng một giò. Hàng ghép sẵn rồi. Lá xếp bóng mượt rất là đẹp. À, đai châu hoa trắng em còn số lượng ít thôi. Đây những cái hoa trắng này, chuẩn hoa luôn cho các bác nhé. Hàng của Thái Lan, hoa trắng tinh. Đấy, bây giờ nó chuẩn bị tàn hoa rồi. Nhưng bông hoa của nó rất là trắng, rất là đẹp này. Đẹp lắm, hoa trắng tinh. Mọi người thấy chưa? Trắng ngọc ngà luôn. Một cây như vậy, lá xếp em bán là 160.000. Mua 2 cây em tính là 300.000 một cặp. Đây là đai châu Thái. Có một cái cây này rất là to, siêu to luôn. Cây này thì to nhất, nhưng mà nó bị tét lá. Đấy, mọi người, vận chuyển nó bị dập cái lá tí. Em bán cây to này là 130, hoa trắng. Cây to nhé, nhưng mà bán 130. Còn những cái cây này em bán 160. Cây kia nó bị lỗi, đây những cái cây này em bán 160 này. Hồ điệp đại ạ, hồ điệp đại em bán là 60.000 đồng một cốc nhé. Một cốc hồ điệp đại hoa màu vàng, chanh. 60.000 đồng một cốc hồ điệp đại. Cây rất là đẹp. Em có một cây đai châu đôi này. Em bán 150.000. Cây mẹ bồng con, cái này thì mặt hoa khả năng là màu hồng sắc pháo. Khả năng cao là màu hồng sắc pháo là cao. Cây này thì chưa hoa nên em không rõ chính xác lắm, nhưng nó là cây mẹ con. Cây đôi. Đây có một cái cây trắng tím, nhưng mà đây là dòng của Thái. Cái trắng tím của Thái nó sẽ khác cái trắng tím hàng rừng của mình rất là nhiều nhá mọi người á. Hàng rừng nó khác và hàng trắng tím của Thái rất là đẹp. Nó có cái một cái vẻ đẹp gì mà nó khó miêu tả lắm. Hoa wow, nó rất là sai đây mọi người ngắm này. Cây to này em bán 300. Hàng này là trong Tết em bán là 390.000 đấy. Em còn một vài cây em bán 300. Đây có chậu này cũng đang chuẩn bị hoa này. Cũng cây to. Hàng chậu gỗ mọi người nhá. Cây này thì chưa nở hoa em cũng bán 300.000. Có 2 cây. Còn có một cái cây này là cây mẹ con. Mẹ bồng con. À 2 cây đôi á. Thì cây này em bán 430.000. Đấy, 300 thì đáng nghĩa là 2 cây nó phải rơi tầm 600 hoặc là 550, nhưng em bán 430 thôi. 430.000. Đây ạ, có một cái cây đai châu nhưng màu này em không biết gọi là màu gì nhưng mà rất là xinh. Đây mọi người nhìn kỹ này, cái màu hoa của nó đây. Cây này em bán là 140.000. Cây này mặt hoa như thế này. Rất là đẹp, 140.000, cây cũng to đẹp. Đai châu. Em gọi đây là màu, gọi tạm đây là màu bò sữa đi. Còn cái cây này thì cũng cam vàng. Cây này cây cam vàng. Lá vàng, cả lá gốc nó hơi vàng một tí. Em bán 120.000. 120. Đen đô nắng đột biến chưa bịp. Em còn số lượng ít này. Mua 2 mã bất kỳ trở lên em miễn ship này. Mã 18 đen đô nắng chất bịp 210.000 đồng cây tơ. Mã 11 đen đô nắng chất bịp 210.000 đồng cây tơ. Mã 12 đen ô nắng chất bịp 210, mua 2 chậu nhá, nó 220 được miễn ship. Đợt này chất bịp giá rất là rẻ đấy ạ. Mã 22 chất bịp 210.000 đồng, đây cây tơ đẹp chưa. Mã 21 cũng 210.000 đồng, cái này vừa rồi nở hoa chuẩn hoa nữa. M23 220.000. M19 210.000 đồng chất bịp. M24 230.000, cây cao to. Và M6 210.000 đồng, 3 thân tơ. M25 cũng 210. Tất cả những mã chất bịp ngày hôm nay cứ mua 2 chậu bất kỳ trở lên em miễn ship. Chất bịp này thì em bao chuẩn giống chuẩn hoa cho các bác, và đến nơi các bác có thể kiểm tra hàng nhé. Đặt mã nào các bác chốt mã đó giúp em. Ra hoa không đúng hoa các bác báo lại bên em ạ. Ngoài chất bịp ra thì bên em còn một loại nữa, đó chính là pen soda xưa. Pen soda xưa nhà em cây rất là to và cây rất là mập, rất là khỏe. Pen này thì các bác cũng mua 2 chậu em miễn ship, hoặc các bác có thể kết hợp giữa pen soda và chất bịp em miễn ship cho các bác. Cái này thì mệnh danh là dòng hoa bền, hoa thơm. Mã P6 pen soda xưa là 180.000. Đây có cái thân này, thân tơ rất là to cao. Mã P13 230.000, 3 thân cao to khỏe mạnh. 230.000. Mã P7 pen soda xưa 180.000. Đây cây này, chậu này rất là ok này, 180.000 pen soda xưa. Mã P38 180.000. Bụi lùm luôn, nhiều thân luôn, cây tơ luôn. P15 220.000 pen soda xưa. Chậu này đang có nụ hoa này, 220 này.
mầm gốc đây. Mã P32 240.000. Cao to khỏe mạnh 240. Mã P24 230.000. Nhớ là cứ mua hai chậu nhé, kết hợp giữa chậu bịp và pen hoặc là hai chậu pen này em miễn ship. Cứ mua hai chậu ví dụ 3 180 này, kết hợp 190 là 307 này em miễn ship rồi. Đây chậu này 183 P36 này có nụ hoa này, pen soda xưa. P28 190.000. P33 220.000, ba thân cao to. P29 180.000. P37 200.000. Đây, chậu này thân thì nó siêu mập đẹp này. Đấy, có 200.000 một chậu pen soda mọi người ngắm này. Không phải cây nhỏ đâu nhá. Cây 80.000 em bán nó bé xíu xíu chưa đến một găng tay. P35 180.000. Đấy, cứ kết hợp hai pen với nhau là em miễn ship rồi. Pen soda còn ít rồi ạ. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái mã trầm cổ, phải nói là siêu VIP, thân của nó rất là to, rất là mập, chuẩn bị đơm nụ hoa. Trầm cổ là một dòng hoa cực kỳ là thơm nhá. Em ký hiệu mã này là mã số 1 này, 2 4 6 7 thân. 7 thân trầm cổ. Cái hàng này nhiều thị trường người ta vẫn có những cái lô hàng nó bán theo thân mọi người ạ. Ví dụ một chân thân nó rơi tầm 60.000. Một thân cao như vậy này, một thân cao như vậy là 100 là 60.000 một thân. Ví dụ các bác mua chậu một thân, bây giờ một chậu mà nó rơi tầm 2 4 6 7 thân. Úi dồi, thế thì 420 cả. 2 4 6. Đấy nhưng mà cái chậu này em bán có 220 đâu mọi người ạ. 7 thân 220. Đây là trầm cổ số 1 nhá. Mã trầm cổ số 2. Chậu này 2 4 6 thân. 6 thân rất là mập đẹp, rất là khỏe khoắn. Chậu này cũng 220.000 này, 6 thân nhưng mà dài cao. Đây mã số 3 này, trầm cổ này. Chậu này 2 4 6 7 thân, chỗ này bắn 108 thôi, nó hơi thấp. Nó thấp hơn móc một tí là 108 7 thân. Mã số 3 trầm cổ, mã số 4 trầm cổ, 4 thân rất là dài đẹp đều nhau. Đẹp chưa? Đẹp lung linh như cao bằng móc luôn nhá, cao lắm. À, 64 240 đúng không? Giờ này em bán cho mọi người kỷ niệm 160.000 thôi. Mã số 4, mã số 5. 2 4 6 thân dài đẹp. 6 thân 200.000. Mã số 6 trầm cổ 2 4 thân, giờ này bán 140.000. 3 thân dài 1 thân ngắn. Thôi 130.000 đi. 63 180 rồi bán 130 này. Mã số 6. Mã số 7 trầm cổ 2 4 6 thân. 7 1 thân nhỏ là 7 này, 200.000. Ui, rẻ quá rẻ luôn đấy mọi người. Lô này em gọi là lô VIP. Mã số 8 này, 4 thân cao dài, 4 thân này thì đỉnh luôn. Thân này chính là cái thời điểm mà nó trầm cổ nó đắt nhất là 350 một thân ấy. Đấy là thời điểm đắt nhất. Còn bây giờ thì không tính làm gì. 4 thân dài em bán là 220. 4 thân này dài rất là đều nhau. Mã số 8. Mã số 9 trầm cổ cũng 4 thân nhưng mà 3 thân dài 1 thân ngắn. Rồi em bán 160 thôi. 160.000. Mã số 10, 4 thân dài đều nhau và siêu cao. Rồi này cao hơn cả móc, vượt móc rất là nhiều, cũng 220. Đấy, 64 240 nhưng mà loại 60.000 thân nó không dài như này đâu ạ. Nó rất là dài luôn á. Rất là đẹp. Đây là những cái mã trầm cổ lên cho mọi người. Ngoài ra vườn nhà em thì có cả chớp Mỹ này, hoàng phi hạc. Đây em có cái chậu chớp Mỹ này, chậu này 3 thân. 3 thân đang lên rất là 4 mầm gốc này. Ba thân đang nụ hoa siêu đẹp luôn. Ba thân chấp Mỹ này. Giờ này em bán là 140.000, ba thân đẹp lắm. Còn chậu này là chậu chấp Mỹ hai thân nhưng mà nhỏ nhỏ xinh xinh, 90.000. Đang nụ hoa 90.000. Đây có mã chấp Mỹ này nữa, hai thân dài 110.000 đồng cũng đang nụ hoa. Và có combo hai chậu chấp Mỹ này 120.000, hai chậu, ba thân. Tổng ba thân hai chậu. Đó, đây là những cái mã chấp Mỹ nhà em đang có nhá. Đang nụ hết rồi. Ngoài ra bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những chế phẩm phân thuốc, phân bón dành cho hoa lan ạ. À, em xin lướt qua nhanh những cái chế phẩm phân thuốc nhà em đang có để đầu xuân năm mới các bác có thể mua nhé. B1 thì em có B1 Thái là 40.000, B1 Mỹ to là 50, B1 Mỹ nhỏ là 30. Tiếp theo là Nano, Nano độc đồng, Nano bạc đồng, đồng giá là 35.000. VK Humat 45.000, Biorut 85.000, Nano bạc 35.000. Diệt kiến Fenona 100.000. Siêu mập KF1 90.000.
B1 thường của thường là 20.000. Tiếp theo là Orgrohum 30, Sison 30, Acerus 30, Sison Powerfit cũng 30.000. Terasort Folia là phần siêu to lá 25.000. Terasort 4 hay là rút 4 này là 25.000 này. N3M kích rễ cực mạnh 25.000. Movento trị dẹp sáp các thể loại 120.000. Humic acid bạ 50.000 một lọ nhỏ, lọ to là 150 một lít. Loại nhỏ này thì có 50.000 thôi, loại này là 235 ml. Decamon 65.000, keo liền sẹo Mỹ 50, Atonic chai là 80, VTL 17 là 30, Fisan thối nhũn 60.000 dạng lọ, Ami Green 45.000. Tốt rễ bập mầm chống sốc. Tiếp theo phân bón lá nhé, ba chỉ số 30 10 10 này, 6 30 30 và 20 đều là 20.000 à 30.000 một lọ. Kích rễ Exotic của Thái 60.000. Super Thai 100.000, loại 50 ml, loại 60 ml là 230. Rooting Power là 230.000. A1 VIP. Tám Ngọc, phân Tám Ngọc 30 10 10 của Tám Ngọc, của thầy Tám Ngọc là 30.000. Lân này, lân kích hoa này 30.000 này. Đầu châu 901 là 25. Đầu châu 501, 701, 901 là 25.000. Kích rễ của kích hoa của Thái 60.000. Đây là kích Kipro 430 của Mỹ đấy ạ. Tiếp theo là Super Maze là 30 này, Canxi là 30. Phân bón thông minh, phân tan chậm. Cái này là cho hoa là 30 này. Cái loại là cho hoa là 30 nhá. Chỉ số là 12, 12, 20. Còn những cái phân tan chậm cho cây con là 31, 08, 08 là 30.000. Còn cho cây trưởng thành là 22, 10, 22 thì cũng là 30. Đây, B12 chống sốc 25.000. Ngoài ra thì đây là có cái gì ta? Ở phía trong đây thì có kích rễ Ngọc Linh là 12 giờ là 120. Ngọc Linh 85.000 là 24 giờ. Super Home 70.000. Ben 02. Hùng Nguyễn 25.000. Atonic 10.000 đồng một gói. Fisan gói này, thổ nhũn gói là 10.000 đồng, viên sủi 10.000. Kinkin Bun 30.000 một gói. Anchancol 40.000, Ridomin Gold 60.000. Rất là nhiều loại phân thuốc ạ. Fendola dạng ngỏ gói là 15.000. Siêu lân đỏ, siêu lân xanh 10.000. Diệt kiến, cuộn buộc lan, rêu sâu 45.000 một gói, rêu sâu. Phân dê, ủ nấm, phân trùn quế 40. Phân tan chậm của Nhật, của Mỹ. Các loại vỏ thông rêu rừng nhà em đều có nhé. Các loại mẫu chậu nữa. Các bác gọi điện trực tiếp cho shop để đặt hàng nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác và cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe.